Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 3, sách cải cách mới, kết nối tri thức với cuộc sống, Global Success. Hôm nay chúng ta cùng nhau giải bài tập tiếng Anh lớp 3, Unit 10, Breakdown Activity. Rồi trong bài này chúng ta sẽ điền những cái từ thích hợp vô. Câu A, volleyball là chữ V. Câu B, football là chữ F. Ok. Rồi số bài số 2, khoanh tròn và từ khác loại. Chúng ta có football, bóng đá, volleyball là bóng chuyền, badminton là cầu lông, play là động từ chơi. Vậy thì khoanh vào cái từ play. Chat là nói chuyện, chess là cờ, do là làm, play là chơi. Vậy thì chúng ta khoanh vào cờ, cờ vua. Câu số 3, what là cái gì? Football là môn bóng đá, basketball là môn bóng rổ, table tennis là bóng bàn. Vậy chúng ta khoanh vào câu A, what? Câu số 4, work puzzle. Work puzzle đó là xếp hình, giải chữ, giải ô chữ. Dry là viết, chat nói chuyện, read là đọc. Vậy thì chúng ta khoanh vào work puzzle. Rồi sang bài số 3. Look, complete and read. Bây giờ chúng ta nhìn bạn này đang làm gì, chúng ta viết vô. Bạn này đang do work puzzle. I do work puzzle. I do work puzzle. Rồi, câu số 2 đó là I play chess at break time. Tôi chơi cờ vua trong thời gian giải lao. Câu số 3 là I play basketball. I play basketball at break time. Number 4, I play volleyball at break time. Rồi chúng ta qua bài này nối. Ok. What do you do at break time? What do you do at break time? I play basketball at break time. Tôi chơi bóng rổ trong thời gian giải lao. I chat with my classmate at break time. Tôi nói chuyện với bạn cùng lớp trong giờ giải lao. I do work puzzle at break time. Tôi giải ô chữ trong giờ giải lao. Rồi sang cái bài này, nhìn hoàn thành và đọc. I play basketball at break time. I play table tennis at break time. What do you do at break time? What do you do at break time? I chat with my friend. I chat with my friends. What do you do at break time? I play football. Sang bài số 3 là hoàn thành câu. I play chess at break time. I play football at break time. I play football at break time. What do you do at break time? I play badminton at break time. I play badminton at break time. Okay. Rồi qua phần C, speaking. What do you do at break time? I do work puzzle. Câu B này, hình B này. What do you do at break time? I play badminton. Hình C nhé. What do you do at break time? I play table tennis. Câu D. What do you do at break time? I play volleyball.
Sang bài D là bài Drifting, Brick and Match. My name is Ming. My name is Ming. Tên tôi là Ming. I play basketball at break time. Tôi chơi bóng rổ trong thời gian rảnh. Vậy chúng ta nối với hình bóng rổ. I am Ben. I play table tennis at break time. Tôi là Ben. Tôi chơi bóng bàn trong thời gian rảnh. Hình D. Hello, I am Mary. I do work puzzle at break time. Xin chào, tôi là Mary. Tôi giải ô chữ trong thời gian rảnh. Trong giờ giải lao, sorry. Câu số 4. Hi, I'm Lucy. I play badminton at break time. Xin chào, tôi là Lucy. Tôi chơi cầu lông trong giờ giải lao. Cầu lông đây. Rồi, chúng ta sang trang bài số 2. Đọc và hoàn thành. Rồi, hello. Chúng ta đang thiếu tên name đây. Hello, my name is Yiming. My name is Ming. I like work puzzle and sports. I play volleyball. Bây giờ chơi bóng chuyền, chơi cầu lông, chơi bóng rổ thì chúng ta thiếu từ play nhá. Và giờ trong cái giờ giải lao chúng ta thiếu dưới từ at break time. I chat thì thiếu cái từ with. I chat with my friend too. Tôi còn nói chuyện với bạn nữa. What do you do at break time? Bạn làm gì trong giờ giải lao? Sang phần E. Chúng ta nhìn hình, chúng ta viết. Bạn này đang chơi bóng đá. Bóng đá là football. Hình 2 đó là cầu lông là badminton. Hình 3 là play chess, cờ vua. Hình số 4 là play volleyball, bóng chuyền. Và cái này nói chuyện với bạn đó là I chat with my friends. I chat with my friends. Tôi nói chuyện với bạn. Bây giờ bài này là cái bài viết về mình và mình làm gì trong cái giờ giải lao nhé. Xin chào, tên tôi là Vi chẳng hạn. I like support. Tôi thích thể thao. At break time I play football and basketball. Ok, rồi bài ta tạm dừng tại đây.